Đối với TV Samsung hiện tại thì các cái mẫu TV từ DU, DU 7007, DU 8000 trở lên. Đấy, các dòng TV QLED như Q60, Q70D, Q80D thì đang có sử dụng chung một cái dòng điều khiển như em đang cầm trên tay. Điều khiển này là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, điều khiển thông minh với rất là nhiều các tiện ích. Bề mặt của điều khiển thì nó hạn chế tối đa, chỉ có khoảng vài cái phím bấm cơ bản thôi. Và đối với cái dòng điều khiển này thì các bác khi mà sử dụng thì các bác cần lưu ý một số các đặc điểm như sau. Đầu tiên khi mà mới mua về thì điều khiển nó sẽ có một cái cái miếng put này. Thì các bác rút cái miếng nhựa ra. Đây là cái miếng nhựa để nó cách điện. Đấy, cách điện giữa hai cực âm dương ở trong điều khiển. Và khi mà các bác rút ra thì điện nó sẽ thông điều khiển. Và để có thể sử dụng cho TV thì các bác sẽ tiến hành là gì? Kết nối điều khiển với cả TV. Đứng gần, sau đó thì mọi người sẽ tiến hành ấn này. Đấy, mọi người ấn này. Ấn nó sẽ nháy đèn đỏ nhé. Đấy, nó sẽ ngay lập tức là nó ghi là để ghép nối điều khiển từ xa mới thì ấn song song hai phím quay trở lại và phím play bow này. Đấy, trở về và chơi dừng trên điều khiển từ xa mới, mọi người sẽ ấn song song. Nó đang nháy đỏ. Khi mà các bác sử dụng tại nhà mà cứ nháy đỏ như vậy ấy, thì là gì? Thì là nó là đang chờ kết nối với cả TV mới. Thì mọi người sẽ ấn song song nhé. Đây, mọi người, em ấn song song hai phím play bow và phím. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, nó đang ghi điều khiển từ xa Samsung đã kết nối. Ngay lập tức nó báo kết nối và nó báo cả trạng thái điều khiển còn bao nhiêu pin, hết hay là còn. Đấy, thì cái việc mà các bác kết nối hoặc các bác dùng ở nhà, cái lưu ý đầu tiên là khi mà nó nhấp nháy đỏ thì là nó đang chờ kết nối. Còn cái quá trình mà nó nhấp nháy đỏ xong thì mọi người sẽ tiến hành ấn song song hai phím, phím quay trở lại và phím dừng hoặc phím chơi, play bow. Đấy, mọi người ấn song song hai phím đứng cạnh TV chỉ điều khiển về phía trước thì ngay lập tức điều khiển nó sẽ kết nối như bình thường. Cái lưu ý thứ hai liên quan tới cái sạc cho cái điều khiển này. Điều khiển của năm 2024 thì cầm rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ. Và cái đối với cái bề mặt này, có cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì mọi người cũng có thể là ngửa lên để nó sạc bằng ánh nắng, hoặc để tiện bền và nhanh nhất thì mọi người sẽ sử dụng cái sạc, cái dây sạc cho cái điều khiển. Dây sạc cho điều khiển đây thì mọi người nhìn cái cổng trên cái điều khiển này. Đây, em lấy led để mọi người cùng nhìn nhá. Nó lấy led hơi. Có mà nhìn qua cái cổng không? Thì mọi người sẽ sử dụng cái dây Type-C nhá. Dây sạc cho điện thoại Android hay là điện thoại Samsung ấy, thì mọi người cắm trực tiếp vào cổng USB. Trên TV Samsung nó sẽ có một cái cổng màu xanh. Thì mọi người cắm vào cổng này và một đầu còn lại thì cắm vào cổng sạc của cái điều khiển Samsung. Thì các bác chờ khoảng tầm vài tiếng thôi thì nó sẽ sạc đầy cho các bác và dùng nó sẽ bền hơn so với cái việc mà các bác sạc nó bằng ánh nắng năng lượng mặt trời. Đấy, các bác lưu ý cái việc sử dụng dây sạc nhé. Cái dây sạc này thì mọi người kiếm rất là dễ thôi, dây sạc Type-C nhé. Đối với cái tính năng sạc thì cái việc mà các bác dùng như vậy thì nó sẽ là đúng cách và nó bền pin hơn, bền điều khiển hơn. Cái lưu ý tiếp theo mà mọi người cần nhớ là phải bảo vệ cái tem này. Đằng sau này nó sẽ có cái tem có mã QR. Thì mọi người lên mua về thì đừng cho trẻ con nó bóc, hoặc các bác dùng các bác cẩn thận thì các bác lấy một cái miếng băng dính trong ấy. Các bác dán chùm đè lên ở cái phần mặt sau này. Đấy. Thì trong một năm các bác dùng, nếu mà các bác giữ nguyên được cái tem, có đầy đủ cái tem, có mã QR, có tem, có số seri, lỗi thì Samsung sẽ đổi mới cho các bác. Đây, cái chính sách này chính sách của hãng luôn nhé, bảo hành chính hãng mà. 100% nếu mà lỗi thì các bác sẽ được hỗ trợ như vậy. Đây, còn quá trình mà các bác dùng thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, hình ngôi nhà là màn hình chính này. Đấy, các bác muốn dùng tìm kiếm giọng nói thì các bác dí vào cái phím micro, dùng trợ lý ảo Bixby. Chẳng như các bác muốn khởi động các chương trình thì cũng có thể dùng cái này để khởi động được nhé. Ví dụ này, mở trình duyệt web. Đấy. Ngay lập tức nó mở trình duyệt web cho các bác. Đấy, các bác đọc là mở YouTube thì nó cũng có thể mở được. Mở YouTube. Đấy, các bác nhìn đó. Ngay lập tức nó sẽ mở YouTube cho các bác. Đấy. Đấy. Hoặc là các bác muốn là tăng âm lượng hay giảm âm lượng thì mọi người cũng có thể dùng cái phím điều khiển này.
tìm kiếm các nội dung đơn giản. Tăng âm lượng lên 60. Ngay lập tức nó sẽ tăng âm lượng lên 60 cho các bạn. Các bạn thấy không ạ? Và đối với cái tính năng tìm kiếm bằng cái phím micro này, mọi người có thể khám phá thêm. Và đối với những mẫu của năm 2024 thì cái việc cải thiện về cái tốc độ xử lý, tốc độ tìm kiếm bằng giọng nói thì trên điều khiển này nó sẽ có đầy đủ hết rồi. Tăng giảm âm lượng, đẩy nó lên là tăng, gạt nó xuống là giảm. Hay các bạn có thể khởi động Netflix, Vion hay vào trình duyệt web qua cái phím tắt này. Đấy. Và nhớ là khi mà điều khiển nhấp nháy đỏ thì một là hết pin, hai là đang chờ kết nối với TV mới thì mọi người sạc cho nó. Sau đó thì các bạn ấn song song hai phím để có thể sử dụng bình thường các bạn nhé. Lưu ý này khá là quan trọng đối với các bác đã mua TV Samsung ở bên này. Cảm ơn các bác.